Vài năm nay, nhà chị Diệp có địa chỉ tại quận Hà Đông, Hà Nội, chưa thâu rửa bể nước ngầm. Chào mừng bạn đến với ứng dụng BadoVPN, báo đọc bằng giọng nói hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí trên Google Play cho Android hoặc trên chợ ứng dụng cho iPhone. Link tải được đính kèm trong phần mô tả cuối mỗi video. BadoVPN luôn cập nhật tin tức 24 giờ nhanh nhất với đủ các đầu mục nóng hổi, thời sự, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, góc nhìn cuộc sống, tâm sự và đặc biệt, bạn có thể trao đổi hoặc tương tác với các thính giả khác. Giao diện ứng dụng được thiết kế thân thiện, trực quan, giọng đọc dễ nghe, truyền cảm chắc chắn sẽ làm quý thính giả hài lòng. Chuyên mục sức khỏe, cẩm nang các bí quyết sống khỏe, chăm sóc phòng tránh bệnh cho gia đình mỗi ngày. Tin mới nhất, nơi tổng hợp các tin xã hội, đời sống giải trí hot nhất 24 giờ. Chuyên mục tâm sự, chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, đặc biệt là các vấn đề liên quan chuyện thầm kín, tình yêu, hôn nhân gia đình. Hãy tải BadoVPN này, link tải được đính kèm trong phần mô tả mỗi video. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin cảm ơn. Và đây, một lớp bùn đặc hơi nhớt bám xung quanh thành bể và đáy bể. Nước vẫn đục và có mùi hôi tanh. Thì trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ là nước bẩn như thế cho đến khi mà vừa rồi rửa bể nước ấy, rất là bất ngờ và sốc nữa. Bởi vì gia đình tôi thì có ba con nhỏ và có mẹ già nữa. Nên là nếu mà nguồn nước mà quá là ô nhiễm và bẩn này thì tôi nghĩ là rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình. Còn hệ thống lọc RO của nhà chị Diệp, trung bình một tháng phải thay lõi lọc một lần. Lõi lọc số 1 thường xuyên bám cặn màu vàng như thế này. Vẫn là bể nước ngầm. Nhà chị Thuyên ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cả một bể nước đen đặc, toàn đất bùn. Càng khoáng lên thì càng đục, không còn nhìn thấy đáy bể đâu. Tôi không cứu thì nhà mình đâu. Tại vì trước đây thì là dùng bằng cái nước của làng mình tự lọc lên ý, mình dùng ý. Thì không thấy ai kêu gì, tại vì người ta thau bể liên tục, ta rửa liên tục mà cũng bằng là giếng khoan lên. Thế nhưng mà từ ngày bắt đầu dùng cái nước sạch, coi như là khi mới dùng đầu tiên ý, còn cái nước ống xả ra nó còn lờn vờn đục. Mà họ cho nhiều clo lắm, mùi clo nó sặc sụa lên. Được biết cả phường Phú La, quận Hà Đông và phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai hiện vẫn đang sử dụng nguồn nước ngầm do nhà máy nước sạch Hà Đông và Pháp Vân cung cấp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, hiện toàn thành phố có 64 cơ sở cấp nước có công suất thiết kế trên 1.000 mét khối một ngày đêm. Hầu hết là các cơ sở khai thác nước ngầm. Gần 40% các cơ sở nước ngầm thường xuyên có các chỉ tiêu chất lượng bị phát hiện không đạt theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Thì trong 64 cơ sở này thì có 44 trên 64 cơ sở thì chất lượng nước đạt quy chuẩn tại thời điểm kiểm tra giám sát. Còn 22 cơ sở thì vẫn còn chỉ tiêu chất lượng nước chưa đạt quy chuẩn tại thời điểm kiểm tra giám sát. Và trong 22 cơ sở này thì cũng đều là các cơ sở sử dụng nguồn nước ngầm. Đấy. Thì các cái chỉ tiêu mà không đạt quy chuẩn thì chủ yếu tập trung vào các cái chỉ tiêu cảm quan như là màu sắc, độ đục, mangan và sắt. Một số chỉ tiêu chỉ đường vệ sinh thì như là chỉ số peo ngăn áp, nitrit và amoni. Theo định hướng quy hoạch cấp nước thủ đô số 499/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì mục tiêu dự kiến đến năm 2020 tỷ lệ nước ngầm khai thác chiếm khoảng 30% trên tổng công suất. Tuy nhiên, hiện nay thì cả Hà Nội, tính cả nội thành và ngoại thành, tỷ lệ người dân sử dụng nước ngầm vẫn là 50%. Lý do là việc triển khai các nhà máy nước mặt đang bị chậm so với quy hoạch đề ra.